Xin anh em tránh ra, tôi cho tôi nhường để được nướng cái ngô một cái. Nướng ngô có thể quay em. Quay ngô. Đây cây chọc vào đây. Không chọc, không nó không chọc. Tay này bỏ ra, ngô vàng rồi. Tay này ngô vàng rồi bỏ ra. Không tự ăn hết bây giờ. Nhanh lên. Vui nhỉ? Xem cái túi tiền vừa cầm để đâu rồi? Tiền để cầm vào tí phát đi, chia có tiền nẻ này phát cho anh em chưa? Đấy. Chị em phụ nữ ăn lo mê đi. Xong rồi anh em ăn sao đúng không? Lượng đồ ăn hết đấy thì sao mà ăn được? Cái này ăn được chưa bạn ơi? Cái này ăn được chưa nhỉ? Anh Tùng ơi, có phần mỡ quẹt cho tí à? Ui ơi. Ông ơi, đưa em ra một cái miếng hả? Thôi, làm cái tắt quạt đi thôi anh ạ. À. Khói cháy hết cả mắt. Chấm rồi à? Bây giờ nó cháy bếp rồi. Ôi, cần thương rồi. Sao bỏ nhặt từng cái? Anh Tùng ơi. Ui, ngô này quá ngon. Ui, ngô tuyệt vời quá. Quái loài. Ui à. Ngủ hồn đấy. Ui, bảo ông chia bây giờ. Đó, này, đang để đây nè. Hốt đưa. Đưa chọc. Chọc bẻ áo. Bẻ ra, bẻ ngay lập tức. Quả này không nói là ăn hết rồi đấy, đúng không? Quả này không nói là ăn hết rồi đấy. Ờ, cái miếng đây nọc để đây đâu rồi? Ôi chết rồi. Làm gì có miếng nào tên nọc ở đấy? Ôi chết rồi. Không để ý cái này mất rồi, cái miếng này cháy này. Cháy mà, vẫn chơi được. Ôi, chú đưa cho anh. Cầm một tương ớt ra này. Úi dồi ôi. Này có ăn được không nhỉ? Đưa mồm con bóng nhỉ? Ngon lắm anh ạ. Này đưa mồm có khả năng bỏng ấy. Em ăn gì cứ ăn từ đấy cả anh Tùng như thế này. Còn lắm anh ơi. Được. Thôi cháy. Ồ ngon. Còn cháy ăn nhỉ. Chắc lâu lắm rồi, 10 năm rồi mới ăn lại ngô. Được ăn ngô ngày xưa không? Ngày xưa bé mình ăn suốt đấy. Ừ. Ăn ngô nữa. Ngày xưa bé chuyên ra lòng rồi. Bạch tuộc nữa. Ăn rồi còn nói. Ừ. Quay đi ông ăn làm gì? Ngon lắm. Quay anh em ăn cũng được. Quay là như anh ngố đây. Anh hái hốc cái mồm mà. Quay những ngày tháng kỷ niệm. Quên. Cuối năm của 2018. Chuẩn bị Tết đấy. À, ngô đấy ngon. Ngô ta phải nướng thế này. Nếu nghe còn lâu mới được ăn. Bạch tuộc ngon lắm, Lộc ăn miếng nữa rồi. Xin một cái thịt nướng thì được chưa? Được. Đang nướng. Gần được. Thịt nướng này, một đĩa tôm này, một đĩa thịt đông bụng. Gãy rồi. Nóng quá. Mạnh ơi. Nóng quá. Nóng quá. À, gãy gọng rồi. Còn để cái năng. Uống ấm áp này thật là sướng. Từ. Cái anh lật. Ui, nửa cháy. Bật qua đây. Ui, sướng của anh ngô của tôi. Bật qua đây. Ôi, đưa, để nó cháy nhanh. Đấy, nó khét. Bật qua lên. Chắc cú á. Rồi, tiền tay rồi này. Cho cái đĩa, xin cái đĩa nhỉ. Ôi, tôi tỉnh như bà già.